Chào các bạn đã đến với Min Min Tarot. Mình ở đây để trải những trải bài chung liên quan đến vấn đề tình cảm và công việc dành cho các bạn. Vẫn như thường lệ, đây là trải bài chung. Chính vì vậy hãy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất. Đừng gắn ghép vào hoàn cảnh của bạn khi nó không phù hợp. Hãy chọn cho mình một tụ bài với cái câu hỏi đó là tình cảm của bạn 3 tháng tiếp theo thì mọi thứ sẽ như thế nào. Ở đây có 3 tụ, 1, 2, 3 như mọi lần. 1, 2, 3. Chúng ta đến với tụ đầu tiên. Xin chào các bạn đến với sự lựa chọn đầu tiên với cái câu hỏi đó là tình cảm của bạn 3 tháng tiếp theo như thế nào. Thì mình vẫn nhắc đây là trải bài chung, chính vì vậy đừng gắn ghép vào hoàn cảnh của bạn nhé. Nếu như đúng thì các bạn có thể comment phía dưới cho mình xem biết đúng hay sai. Ok. Với cái câu hỏi là tình cảm tiếp theo 3 tháng của bạn tiếp theo như thế nào thì mình thấy là có thể trong quá khứ. Trong quá khứ hoặc là hiện tại hoặc là có thể sắp tới đây, bạn có thể ai đó lừa dối bạn, làm điều khuất tất ở đằng sau lưng bạn. Họ không những lừa dối bạn mà họ còn họ còn bỏ rơi bạn, họ bỏ lại bạn trong lạnh giá và bạn cảm thấy bị bỏ rơi, bị cảm thấy vô cùng cô đơn, buồn bã, đã bị lừa, đã bị bỏ rơi, xong lại còn bị lừa. Cảm giác rất là đau khổ. Và người này ấy cũng rất là kiểm soát bạn. Mình cảm giác như họ không có cái tính tốt gì luôn ấy. Bởi vì họ lừa dối bạn này, họ bỏ rơi bạn. Có nhiều cái sự thật mà họ che giấu lắm. Họ đeo mặt nạ với bạn. Và nếu như mà nó đã xảy ra rồi ấy, thì chúc mừng bạn, bởi vì bạn sẽ thoát ra được khỏi người này và có một điều, những cái điều xứng đáng hơn ấy đang chờ bạn ở phía trước trong 3 tháng tiếp theo này. Nếu như chưa thì có thể là bạn sẽ trải qua cái chuyện này. Nhưng sau đó ấy, phía trước chờ bạn, bạn biết là gì không? Đó là những cái sự lựa chọn mới, đó là cái sự đầy đủ cả về tình cảm, cả về tiền bạc. Và cái vấn đề bây giờ ấy chỉ là thời gian. Hãy vui vẻ lên, hãy gạt bỏ hết những cái đau khổ đó ra khỏi cuộc sống của bạn. Bởi vì có một ai đó đang bước đến với cuộc sống của bạn. Mình thấy là vấn đề bây giờ chỉ là thời gian thôi. Vấn đề như là thời gian thôi. Có thể họ đến nhanh hay chậm thì còn tùy thuộc vào bạn nữa. Và tùy thuộc với sự sắp xếp của vũ trụ. Và cái người này ấy, họ rất là đồng điệu với bạn. Họ cũng rất là trung thủy. Họ sẽ không lừa dối bạn như cái người đã từng lừa dối bạn ở trong quá khứ. Họ trung thành với bạn, trung thủy với bạn. Và hai người khi mà gặp nhau ấy, có một cái sự liên kết rất là mạnh. Người này có một cái sự liên kết rất là mạnh. Người này cũng sẽ đem đến cho bạn được cái sự đầy đủ trong tình cảm, trong cái tình cảm, trong cái tinh thần. Người này cũng chính là một cái sự lựa chọn khác mà vũ trụ đem đến cho bạn. Cũng đối với người cũ ấy, thì mình cảm giác như có thể là bạn thấy họ là người tuyệt nhất. Thế nhưng mà không ngờ là họ lại lừa dối bạn, họ bỏ rơi bạn, họ bỏ lại bạn ở trong lạnh giá một mình. Thế nhưng vũ trụ lại đem đến cho bạn một người khác để bù đắp, để cho bạn thấy rằng là cái người cũ không hề xứng đáng với bạn, là bạn xứng đáng với những cái điều tốt đẹp hơn ở phía trước. Một cái trái tim trung thủy, một cái liên kết đặc biệt. Ở đây không hiện rõ nên là ai, nhưng có thể người này có cung khí. Cái người sắp đến ấy có thể có cung khí. Vấn đề bây giờ chỉ là thời gian thôi. Ok, hãy để thời gian trả lời nhé. Đó là dự đoán cho các bạn ở tụ bài đầu tiên tình cảm 3 tháng tiếp theo. Có thể có ai đó đang đến với bạn, cho bạn một cái điều, những cái điều vui vẻ và hạnh phúc. Ok. Xin chào các bạn đến với sự lựa chọn số 2, tụ bài số 2 với câu hỏi đó là
đó là cái tình cảm 3 tháng tiếp theo của bạn như thế nào thì mình thấy là bung nắp rồi anh em ơi. Trời ơi, một cái trải bài quá đẹp luôn. Có thể bạn sẽ gặp được một soulmate, sẽ có một soulmate bước đến cuộc đời bạn. Trời ơi, người này nhá, có thể là đẹp, đối với con trai thì rất là đẹp trai, cơ bắp. Đừng, họ giống như là họ đứng ở trên đỉnh ấy, họ được nhiều người ngưỡng mộ, quan tâm. Và cái người này đến ấy, người này đến giống như là một cái, bởi vì bạn đã áp dụng luật hấp dẫn, bạn đã kiến tạo người này vào trong cuộc sống của mình, nên bạn là yêu bản thân mình này, bạn là gửi cái mong muốn của bạn đến vũ trụ và không không mong chờ nó, thì cái người này họ đã đến. Dường như là họ đến rất là gần rồi. Và họ cái người này ấy, họ đến và họ muốn khởi đầu với bạn, đặt những cái nền móng đầu tiên. Họ nền móng đầu tiên cho cái tình cảm này, và họ dường như là muốn cam kết với bạn, muốn muốn cam kết với bạn, muốn tiến đến xây dựng một cái gì đó thật là vững chắc ở đây. Và sẽ có cái sự khởi đầu giữa hai người, sẽ có sự bắt đầu giữa hai người. Và khi mà người này đến ý, thì bạn đừng lo sợ, bởi vì cái lá bài này ở đây nói về việc đó là khi mà tôi nhận ra rằng là trước đây tôi đã chọn nỗi sợ, nhưng mà nếu như chọn chọn lại, khi mà chọn lại thì tôi sẽ chọn tình yêu. Cho nên khi mà người này đến ý, thì hãy mở rộng trái tim. Nếu như bạn có tình cảm với họ, hãy nói ra tình cảm của mình, hãy để cho trái tim dẫn đường. Đừng che giấu bản thân. Có thể là bạn vì lý do gì đó mà bạn sợ hãi người này, nhưng người này là soulmate của bạn. Trời ơi, có một cái kết nối đặc biệt với bạn, với cái lá bốn gậy ở đây nữa. Trời ơi, nó đẹp quá. Người này nếu như là con trai thì rất là soái ca, con gái thì cũng rất là nữ hoàng, rất là xinh đẹp, rất là tài giỏi. Và hai người thì sẽ có một cái sự khởi đầu ở đây, bắt đầu. Cái người này đến ý, giống như là một cái câu nói yes, kiểu câu nói mà vũ trụ giống như là lời cầu nguyện của bạn được được đáp ứng ấy, kiểu vậy. Còn đối với những bạn ấy mà đang trong một mối quan hệ thì mình thấy cái mối quan hệ này ấy, nó cũng sẽ tiến lên một cái bước nữa, và cái đối tượng của bạn ấy cũng chính là soulmate của bạn. Và trong đối với những người mà trong mối quan hệ thì có thể đi đến cam kết, bước ra cam kết, ví dụ như là xác lập một cái mối quan hệ lâu dài hay là tổ chức đám cưới. Ok, tháng 8, tháng 9 là tổ chức được rồi. Đừng lo lắng và sợ hãi, hãy chọn tình yêu. Ok, đấy là số 2. Chúng ta đến với số 3. Xin chào các bạn, tụ bài số 3. Trời ơi, đây cũng là một tụ bài rất là đẹp. Các bạn biết không, ở đây có hai lá 10 xu. Hai lá 10 xu đó. Ok, với cái câu hỏi đó là tình cảm của bạn 3 tháng tiếp theo như thế nào, thì có thể là trong quá khứ hoặc là hiện tại thì bạn đã trải qua một cái sự đổ vỡ, sự đau khổ mà bạn vẫn chưa thoát ra được. Bạn chỉ nhìn về những cái ly đã đổ mà không để ý rằng bạn còn hai cái ly đứng. Bạn đau khổ, bạn mất mát, bạn buồn đau. Thế nhưng và bạn cần phải thoát khỏi được cái vòng lặp cũ đó. Bạn cần phải bước ra khỏi được cái câu chuyện cũ đó. Mình không biết là bạn đã vượt qua được chưa, nhưng mà mình tin là bạn sẽ làm được. Bạn 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 phải tin rằng là có được cái sự sắp sẽ có một cái sự sắp xếp cao hơn bạn, có một cái sự sắp xếp, một cái kế hoạch tốt đẹp hơn đến với bạn. Và trong 3 tháng tiếp theo thì có thể là bạn sẽ có một khởi đầu tình cảm. Ở đây không nói rõ là ai. Về cái vấn đề tài chính của bạn ấy thì cũng rất là tốt. Còn về tình cảm thì mọi thứ nó rất là đẹp, rất là dường như là bạn sẽ có một sự khởi đầu mới đối với ai đó, hoặc đối với chính bản thân bạn, tình yêu đối với chính bản thân mình.
Nhưng mà mình thấy như ở đây ấy, là sẽ ở đây không hiện rõ lên là ai cả. Nhưng mà cứ bạn cứ nghĩ là bạn sẽ có một cái sự khởi đầu, một tình yêu mới, và cái tình yêu đó trong đấy ấy, thì bạn tràn ngập sự hạnh phúc viên mãn. Hay lắm, 10 xu này. Và có thể là ở hiện tại thì bạn thấy là nó mọi thứ nó bế tắc, mọi thứ nó không hề thông suốt. Thế nhưng mà bạn nên nên nhớ rằng là bạn đang đứng ở đúng cái vị trí trên cuộc hành trình của bạn. Bạn không hề đi sai đường, bạn đang đi đúng. Nhưng mà những cái chuyện mà xảy ra ấy là nó phải xảy ra là như thế. Ôi nó đẹp quá. Và bạn sẽ tìm lại được cái sự cân bằng cho bản thân. Tìm lại được. Và sẽ có những cái sự vui vẻ, hạnh phúc và viên mãn. Bạn thoát được cái vòng lặp cũ và đi trên cái cuộc hành trình sẽ có một cái sự thay đổi lớn. Mình cảm nhận được sẽ có ai đó bước vào trong cuộc sống của bạn với cái là big happy change ở đây. Để mình rút thêm. Buồn quá bởi vì mình hôm nay mình không chọn tụ nào cả. Tí nữa phải xem lại xem chọn tụ nào mới được. Mình rút được hai lá, thật ra là nó bay ra khi mà mình tráo bài, đó là lá the lover và lá vua vua gậy. Thì chắc chắn là có một ai đó đang đến với bạn, người này là soulmate của bạn, người này có mối quan hệ hệ tình cảm với bạn, mà hai bạn dành cho nhau rất là nhiều tình cảm. Và người này là người là một vua gậy. Là một vua gậy. Người này là một vua gậy, một king of one, một người có cái khả năng lãnh đạo, có cái tầm nhìn xa, họ rất là vững chắc. Mình cảm nhận được là họ rất là chiến thắng, là rất là đẹp. Và họ cũng rất là chín chắn, trưởng thành. Người này là người thuộc cung lửa Bạch Dương Nhân Mã, sư tử. Người này có mối quan hệ tình cảm với bạn sẽ đem đến cho bạn cái sự viên mãn ở trong tình cảm. Người này cho bạn biết rằng là bạn biết rằng là bạn đang đi trên đúng cái con đường của mình. Ôi đẹp quá. Còn ở hiện tại thì bạn sẽ chưa thấy người này đâu, nhưng mà cũng đừng quá trông ngóng cái người này đến nhá. Cứ để cho mọi thứ diễn ra tự nhiên thôi. Ok, đây là tụ bài số 3. Đẹp quá. Chào các bạn nha. Và các bạn nhớ ấn like và đăng ký kênh của mình nhé. Ở phía dưới có link fanpage, các bạn có thể ấn like page của mình. Nếu như page nhiều người, page mà nhiều người like thì mình sẽ rút thông điệp hàng ngày chung cho các bạn. Ok. Cảm ơn các bạn. Bye bye.